Ý chí của Đi sẽ được tiết lộ thêm ở One Piece chapter 1120. Chào mừng các bạn đang quay trở lại bàn hải tặc bên Red. Trước khi mà chapter 1120 ra mắt, thì những biên tập viên của One Piece Manga cho biết rằng câu chuyện này không đơn giản là Luffy rời khỏi SH nửa đầu, mà nó còn rất nhiều vấn đề phức tạp nên giải hơn nữa tại hòn đảo này. Có nghĩa là các diễn biến với Ngũ Lão sẽ còn đi theo một chiều hướng hoành tráng hơn và có nhiều thứ căng não khác nữa. Luffy giờ đây đã tái kích hoạt lại G5 với trạng thái mạnh nhất, được bổ sung một lượng thức ăn khổng lồ từ tàu Elbaf. Bản hải tặc người khổng lồ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mọi thứ. Họ biết điểm mạnh của thần mặt trời là gì và tất cả hiện giờ là một bãi chiến trường hỗn loạn mà có lẽ các bạn sẽ cần phải phân tích kỹ hơn để nắm các tình tiết. Mình sẽ cung cấp đến cho các bạn những thông tin hot nhất có thể xảy ra ngay ở trong video này. Vì thế đừng quên pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống đây để cùng nhau thưởng thức anh em nha. Cảm ơn tất cả các bạn vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của bản thân để theo dõi video của mình mỗi ngày. Vậy thì let's go. Ở cuối chapter 1119, chúng ta nhìn thấy được sự trở lại của con robot từ trong đại dương. Nó xuất hiện cực kỳ kịp thời để tung một cú đấm y lực vào trong mặt của Thánh Wakari. Cú đấm này làm cho lão ta gãy mất một cái nành. Rõ ràng tiểu hoàng Luffy trong hình dạng gãy năm đấm Thánh Wakari cũng không làm cho lão ta đau ấy chứ, đừng nói chi đến làm tổn hại một cọng lông heo nào. Vậy mà con robot chỉ với một cú nựng nhẹ vào trong má đã làm lão thốn như vậy. Nhìn chung lão heo bốn nành này là lá chắn thép siêu cấp vô địch. Luffy hiện giờ không thể nào làm gì khác để khiến cho lão ta bị thương như cách đã làm với Satan hết. Cho nên sự cứu rỗi của con robot xứng đáng là một màn chào sân ấn tượng của nó. Nói không ngon thì có lẽ lúc bấy giờ thì robot là sinh vật mạnh nhất ở trên đảo. Còn sau đó thì chúng ta chưa biết nha. 900 năm trước, nó đã được Zobo tin cậy để giao phó cho một nhiệm vụ trong tương lai. Khi thời cơ đến thì hãy. Mình thực sự không biết được thời cơ đó là gì, nhưng các tiết lộ mới từ robot này cực kỳ quan trọng. Một con robot có ý thức thì quả thật là cái chuyện đó đi xa so với trí tưởng tượng của chúng ta. Hãy cứ nghĩ Vegapunk 01, một con robot được Vegapunk mô phỏng lại từ robot cổ đại. Nó không hề có ý thức hay lý trí riêng. Dường như có một cái điều khá bất ổn đối với cái sinh vật cổ đại này, mà mình cũng đưa ra một giả thuyết rằng có khả năng robot và Zuneza là thành viên ở trong bang Soboy, nhưng họ bị tác động bởi một trái quỷ cao cấp hơn cả Hobby Hobinomi của Sugar để biến thành một sinh vật to lớn và khổng lồ như vậy. Soboy đã gọi là hải tặc thì thứ không thể thiếu chính là đồng đội của ông ấy. Sau khi mà trận chiến kết thúc với thất bại của Soboy thì có lẽ những đồng đội của ông ấy cũng phải chịu chung một cái kết. Họ bị biến thành các sinh vật khổng lồ để loại bỏ đi sự ảnh hưởng của tuổi thọ. Dựa trên tuổi tác của người khổng lồ và của Zuneza thì chúng ta sẽ hiểu được rằng có những sinh vật tồn tại rất lâu đời, hàng trăm năm lợi ích. Nên có lẽ đây là phương pháp tối ưu nhất để họ hỗ trợ Soboy trong tương lai thay đổi thế giới. Các bạn nghĩ sao về lý thuyết này? Hãy để lại ý kiến cho mình cùng biết dưới phần bình luận nha. Trở lại với các diễn biến chapter 1120 sắp tới, câu hỏi tiếp theo mà chúng ta cần phải giải quyết là Thánh Wakari có bị tổn thương nặng hay bị nước biển làm cho suy yếu hay không. Như các bạn đã biết, bất cứ một kẻ nào ăn trái quỷ thường cũng dính lời nghiền và không thể nào bơi được. Khi mà cơ thể dính nước thì sức mạnh cũng sẽ bị suy giảm. Hiện giờ lão heo đang chuẩn bị tắm ở trong nước, nếu lão ta bị giảm sức mạnh hoặc yếu đến mức mà không thể nào chống trả lại bằng sức mạnh cứng cáp vốn có thì khẳng định được rằng Ngũ Lão Tinh là những con người ăn trái quỷ. Ngược lại, nếu không bị nước biển làm cho suy yếu thì chúng ta lại đi đến một kết luận khác. Mấy lão già này không phải là con người mà là những loài yêu quái nguyên thủy, nhờ một năng lực nào đó mà có thể biến thành con người để cai trị thế giới, giống như một phương pháp hiến tế từ vòng tròn ma thuật. Hồn một kiểu xâm chiếm thể xác con người từ linh hồn trái quỷ giòn thức tỉnh thất bại. Các bạn để ý kỹ thì những người ăn trái quỷ giòn thức tỉnh thất bại sẽ bị đánh mất đi lý trí, hoàn toàn không thể nào là chính họ nữa, mà thay vào đó chính là lý trí của loài sinh vật trú ngụ bên trong ác quỷ, ví dụ như những quái thú Imidao mạnh mẽ nhưng ngốc nghếch đến khó tả. Một điều khác, chúng ta nhìn thấy được kích thước của Thánh Wakari có sự thay đổi so với trước đây. Ban đầu lão ta có vị cũng không to lớn hơn người khổng lồ là bao nhiêu cả, đến khi mà lão phóng từ trên biển tới thì lại to bằng cả một con tàu Elbaf. Hai thuyền trưởng người khổng lồ trước đó cản lão ta lao đến, dùng đồ nanh tấn công. Nếu giờ so kích thước, lão ta bằng cái con tàu chở được cả trăm người khổng lồ. Đúng thật rất quái phải không? Có nghĩa là Ngũ Lão Tinh có khả năng thay đổi được kích thước biến hình của mình một cách tương thích với từng hoàn cảnh. Như một người cao su vậy, hãy nhớ Luffy cũng có khả năng thay đổi bản thân từ một người bình thường thành một người khổng lồ và ngược lại. Cởi cả trong khung tranh này, mà Luffy tấn công Thanh Ma, cơ thể cậu ta to lớn bằng cả lão ta. Mà lão ta trong khung tranh này lại có kích thước ngang với Thánh Wakari, giờ Wakari to bằng con tàu Elbaf. Thật không thể tưởng tượng điều gì đang xảy ra. Nó là lỗi vĩ chuyện hay một chi tiết mà Oda thực sự muốn cho người xem thấy đây? Mình dự đoán rằng ở chapter 1120, Thánh Wakari sẽ trở lại chiến đấu với người khổng lồ sắt ở trên biển để chứng minh rằng Ngũ Lão Tinh không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điểm yếu nào từ trái quỷ, chứng minh cho sự bất tử của mấy lão ta. Luffy cùng robot cổ đại sẽ phấn khích mà chiến đấu với Thánh Wakari và Jupiter ở trên biển. Vậy ba vị trưởng lão còn lại làm gì? Về phía của Thánh Ma, lão ta bị Luffy cho bay mất tích ở trên bầu trời, ít nhất phải hết trận chiến này hoặc gần kết thì lão ta mới quay trở lại được. Giờ lội được ai thì hai người đó, chứ đợi còn quá nhiều con quái trên biển thì rất khó để tàu thoát. Hành động lội Thánh Ma lần này sẽ làm cho lão ta tốn rất nhiều thời gian để quay trở lại bằng đôi cánh của mình. Lão ta dường như không tự kích hoạt được phòng trồng ma thuật như Satan đâu các bạn ạ. Mình sẽ lý giải nó trong một video khác.
Thánh Venus hiện giờ đang ở trên Level 5. Cuộc chạm chén của lão với Zoro, Zinbe có lẽ cũng không căng thẳng lắm đâu anh em ạ. Băng Vũ Rom giờ đang chạy là thượng sách, không có ngu dại gì mà tới bến với một ngũ lôi tình để nhận lấy kết cục bi thảm cho sự hiếu chiến điên khùng. Còn Thánh Satan, nào giờ lão ta chạy chậm nhất luôn, không thể nào đến được bờ biển trong khi hai lão đi cùng của mình đã đến rồi. Nhưng mình lại nghĩ Thánh Satan có một nhiệm vụ khác, chính là tìm và phá hủy con sơn phân bổ đặc biệt của tiến sĩ Vergaben. Khi con sơn này rơi từ người robot cổ đại ra, nó chỉ bị nhiễu tín hiệu rồi phát trở lại thông điệp của ông ấy. Rốt kêu gọi ngũ lôi tình hãy phá hủy luôn con sơn, chứ tấn công robot không thì chưa giải quyết triệt để vấn đề. Satan giờ có lẽ đang mau mẫm xem con sơn đang ở đâu, đúng thật là quá phiền phức đi mà. Cứ nghĩ là động phép của tiến sĩ Vergaben có lẽ vẫn tiếp tục xuất hiện, nói thêm rất nhiều chi tiết quan trọng nữa. Chỉ là khi bị tấn công, nó bị mất đi một số từ rất quan trọng trong câu nói, khi mà ông ấy gửi lời nhắn đến với những người ký tự đây trong tên của mình. Tại sao những người có ký tự đây trong tên lại quan trọng đến như vậy? Vergaben gọi nó là ý chí, là sự kế thừa không ngơi nghỉ qua nhiều thế hệ. Những người có đi trong tên mang là một cái điều gì đó rất ám ảnh cho chính phủ thế giới. Họ luôn xem những người này là ông kệ, là kẻ đe dọa trực tiếp. Trong khi có rất nhiều người có đi trong tên được biết đến thời điểm hiện tại, từ chi giấu như lò đến công khai như Luffy, từ hải tặc như Luffy cho đến hải quân như Gap, hay là một người bình thường như Jakua đi Sawon. Rốt cuộc thì đi, cái ý nghĩa cụ thể là gì? Mình nghĩ rằng động phép từ thông điệp của tiến sĩ Vergaben sẽ giải đáp cụ thể và rõ ràng cho những người trên thế giới này biết được ý nghĩa của nó. Bởi vì chúng ta đã thấy có khá nhiều phản ứng về đoạn Vergaben đề cập đến đây. Hẳn đây là một sự chú ý khá lớn để mở ra thêm nhiều tình tiết quan trọng cho cái hoạt động của những kẻ có đi trong tên trong thời gian tiếp theo. Cả thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình đến hải tặc có đi như Goldie Roger để tạo ra một sức hút hoặc cạnh tranh mạnh mẽ gây gắt hơn bao giờ hết. Hiện giờ có hai tứ hoàng có đi trong tên là Marshall Dietrich và Monkey D. Luffy. Hai kẻ này đóng vai trò khác nhau trong việc thay đổi thế giới. Luffy muốn trở thành vua hải tặc vì mục đích vĩ đại chung cho tất cả những bạn bè của mình. Còn Râu Đen vì tham vọng bí ẩn nào đó chưa được hé lộ. Khi nghe tham vọng này đến cả Kuzan cũng bị thuyết phục để gia nhập băng Râu Đen thì quả thật là một cái điều gì đó rất ấn tượng. Mình chỉ có thể nghĩ đến thế cho vấn đề ký tự đây được tiến sĩ Vergaben nói thêm ở động phát, chứ dường như không có nhiều nội dung để đề cập khi vị tiến sĩ này đã ngừng giả thuyết của mình. Giờ thì có lẽ ông ấy đang nói đến một sự thật nào đó, và đây chính là điều mình đang mong chờ. Ở chapter 1119, Katakuri xuất hiện ở đảo bánh, khác với mọi suy đoán của chúng ta trong việc anh ta sẽ hành động để giải cứu đêm gái bất định của mình từ tay Râu Đen. Trong đoạn đối thoại của Biden với thuộc hạ của bàn Râu Đen thì chúng ta cũng nghe được và xác nhận rằng Big Mom đã tự chọn, không biết rằng ai sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo của đảo bánh, Katakuri hay Smoothie. Không lẽ băng này là yên bình bất động cho đến khi One Piece kết thúc hay sao? Dù gì thì giờ chúng ta cũng nên gọi họ là tiền dư của băng Big Mom mới đúng. Thế lực của họ sau khi mất Big Mom giống như rắn mất đầu sẽ bị giảm sút. Katakuri không thể nào ở yên được nữa rồi. Nếu như Roger sau khi phát biểu ông ta đã kéo một nửa thế giới đi làm hải tặc, thì sau thông điệp của tiến sĩ Vergaben, mình tin rằng lại có rất nhiều hải tặc máu mặt ra khơi. Còn phần cuối cùng của thông điệp có phải nói về ý chí của đi hay không thì các bạn cần phải chờ ra mắt vào tối ngày hôm nay hoặc sáng ngày mai ở đoạn spoiler. Trong One Piece phim Z, Zeffer đã bị cắt mất một cánh tay bởi một thất vũ hải, và kỹ này chính thức lộ diện sau hàng chục năm. Ở chapter 1100, Thánh Satan xuất hiện trong đoạn hồi tưởng của Kuma và tiết lộ rằng bà thôi luôn yêu Kuma, người phải chấp nhận trở thành một thất vũ hải. Vài ngày trước, chúng ta tự dưng thấy khuyết mắt một thành viên do sự phá bệnh của một tên tân binh mang tên Ice. Chuyện đó gây ra náo động lớn trong giới hải tặc. Một kỹ tâm cỡ như người sẽ là một sự lựa chọn tự nhiên để lắp vào khoảng trống đó, trấn áp các đại dương. Sau tiết lộ này, chúng ta bỗng dưng thấy Ice mạnh vãi cả trưởng ra. Với sức mạnh của một thiếu niên mà đã có thể cho một thất vũ hải đằng số cơ thì Ice quả thật là siêu mạnh luôn. Anh ta thời khắc này đã sử trái quỷ mì ra mới đến khả năng phân tích vô địch. Cộng với sức mạnh vốn có từ hai kỳ thì Ice tung hoành và trở thành một nỗi ám ảnh với hầu hết các hải tặc khác. Ice nổi tiếng với danh hiệu nắm đấm lửa. Thất vũ hải là tập hợp nhiều thành phần hải tặc khác nhau với sức mạnh rất lớn, từ trai xinh gái đẹp như Mihawk, Hancock cho đến những kẻ dị hợm như là Gecko Moria. Vậy thì các bạn nghĩ rằng gã mà Ice đánh bại sẽ có ngoại hình như thế nào? Một mỹ nam, mỹ nhân hay sẽ là một kẻ gớm ghiếc xấu xí? Thực sự thì hắn là một vị vua các bạn ạ. Nói chính xác hơn thì gã này gần như là một bị nhái của Kaido với sở thích rất quái gở, cũng rất giống Kaido luôn. Mình sẽ không để các bạn để chờ lâu thêm nữa. Hãy cùng nhau tìm hiểu xem thất vũ hải này là ai và những câu chuyện xoay quanh tiết lộ mới nhất về hắn thông qua cuộc chiến của hắn với Ice anh em nha. Ice ra khơi năm 17 tuổi và trong vòng 2 năm, tên tuổi của anh ta nổi như cồn nhờ năng lực của trái quỷ Mira. Hẳn anh em cũng đã biết nguồn gốc của trái quỷ này rồi đúng không? Trái quỷ này tồn tại ở biển Đông và được tìm thấy bởi một băng hải tặc vô danh. Họ cất giữ nó trong một cái rương thì đột ngột bị đắm ở trên hòn đảo có tên là Seaside. Sau nhiều năm trôi nổi trên biển thì chiếc rương này đã bị ăn phải một con chim lạ. Ice và Dale đã cùng lạc trên hòn đảo này. Họ bị con chim lạ này tấn công, nó nhắm vào xương thịt của Dale, nhưng mà Ice đã đấm cho nó một cú khiến nó phải khẹt ra chiếc rương này. Trái quỷ từ đó mà cũng rơi ra bên ngoài. Họ thực sự không biết trái này là trái quỷ mà tưởng rằng là một loại trái cây giải nhiệt mùa hè nên chia nhau ra mỗi đứa đớp một miếng.
Cuối cùng thì Ace xơi miếng đầu tiên, cho nên cái năng lực của trái quỷ Mira còn điều thì bỏ không. Và sau đó họ cùng nhau thành lập một băng hải tặc để chu du khắp biển đông, rồi tiến vào đại hải trình trước khi mà trở thành một tân binh đầy tiềm năng của giới hải tặc. Sự phát triển sức mạnh của băng hải tặc này đến cả thế giới cũng phải chú ý, và thậm chí Ace còn thách thức luôn cả một thất phụ hải trong chuyến hành trình của mình. Cũng giống như Luffy, khi mà Ace đến bất kỳ hòn đảo nào thì ta cũng đều giúp đỡ những người dân ở đây chống lại những tên hải tặc xấu xa, trao trả lại tự do cho bọn họ. Luffy từng đánh bại các thất phụ hải như là Crocodile, Gecko Moria, Doflamingo, thì Ace cũng đánh bại một tên có tên là Hanafuda, một trong số 7 thất phụ hải trước khi mà Kuma bị ép vào vị trí đó. Với ngoại hình thì Hanafuda cao đến tận 5m14, tức hắn sẽ thấp hơn Kuma và Moria, những người cao trên 6m. Hắn ta mang một chiếc mũ khá giống Eret trong lần đầu xuất hiện của anh ta, với lớp lông xù ở sau gáy, cùng với chiếc mặt nạ trên đầu và biểu tượng đầu lâu của một hình bò sát. Phần trang phục của hắn khá giống với Kid ở phần áo tròn và thân dưới, nhưng hai bàn tay của hắn lại là máy móc. Cơ thể của hắn ta lực lưỡng khá giống với Zack hạng hạng. Vũ khí của hắn là một chiếc liềm tử thần độc mệnh cùng với một quả cầu gai to lớn đứng kèm trong sợi xích sắt, cho thấy đây là một kỹ khá mang rợ, hình ảnh khá giống với đao phủ hoặc tử thần sặc mùi chết chóc. Khối nối cũng biết được đây là một thất vũ hải xấu xa rồi đúng không anh em, sao mới bị ai cố gắng đánh bại chứ tốt bụng thì dở gì mà Oda cho hẹo sớm như vậy. Câu chuyện này nó cũng khiến mình nhớ đến Shan, anh ta cũng từng đánh bại một tướng hoàng nào đó để thay thế. Và nếu tác giả Oda tiết lộ tên của thất vũ hải này thì có lẽ câu chuyện về gã tướng hoàng đối đầu với Shan cũng sẽ được cho lên sóng mà thôi. Những cái này thường xấu xa, độc ác và nham hiểm nên bị các nhân vật chính nghĩa như là Shan và Ai cho rụng nụ hết. Tên Hanafuda này là một ví dụ điển hình, không biết rằng mục tiêu của hắn là gì khi mà tham gia thất vũ hải đây. Như các bạn đã biết, chính phủ luôn dung túng cho những tên hải tặc là tội phạm khét tiếng để mượn sức mạnh của chúng chừng trị những tên hải tặc yếu kém hơn. Thất vũ hải cũng được triệu tập để chống lại tứ hoàng ở những cuộc chiến cần thiết, mà có lẽ Marineford là cuộc chiến đầu tiên mà cả 7 thất vũ hải được triệu tập, chỉ có Jinbe là bị từ chối. Mỗi cá nhân tham gia thất vũ hải đều có những lý do nhất định, chẳng hạn như Mihawk tham gia để tránh phiền phức bởi hải quân có theo đuổi tấn công anh ta khi mà anh ta là một tội phạm. Hancock thì để bảo vệ cho Amazon Lily ở vành đai tĩnh lặng khi mà hải quân đã phát triển tàu công nghệ vượt qua được vành đai tĩnh lặng. Gecko Moria thì muốn suôn sẻ trong việc tạo ra thêm nguồn sức mạnh to lớn trong việc thu thập những cái bóng. Hắn tấn công những tàu thuyền di chuyển gần Trilobac để cướp bóng của họ. Crocodile thì mưu đồ to lớn hơn, thao túng Arabata để tìm vũ khí cổ đại Blue Tom. Kuma thì bị ép buộc để bảo vệ cho đứa con gái yêu quý của mình là Benny khi cô bé bị anh pha giám sát ở Sobet. Jinbe tham gia là để tạo ra mối liên kết giữa chính phủ và đảo người cá. Như vậy tên Hanafuda này, mục đích của hắn ta là gì? Liệu có tốt đẹp như Jinbe, Hancock, Kuma hay là xấu xa như Moria và Crocodile? Trong SBS tập 109, tác giả Oda xác nhận rằng sở thích của tên thất vũ hải này chính là đi săn lùng trái ác quỷ. Hắn ta giống hệt Kaido, săn lùng Zon cổ đại. Tứ hoàng Kaido trong cuộc đời của lão ta thì chỉ đi săn lùng những trái Zon mạnh mẽ cho những thành viên ở dưới trướng. Chẳng hạn như khi gặp Ken thì anh ta chưa hề sâu trái ác quỷ, và sau đó thì Ken được thấy có Zon cổ đại Pteranodon. Kaido cũng lựa chọn cho Zack làm All Star và ban cho hắn ta một trái vôi mammoth cổ đại. Những Tobi Rubble cũng không ngoại lệ khi đều là những sinh vật cổ đại. Điều này khiến chúng ta không khỏi nghĩ đến mục đích của tên thất vũ hải Hanafuda này là săn lùng trái Zon cổ đại để đem bén cho Kaido. Giữa hai nhân vật này có mối liên kết với nhau. Các bạn đừng tưởng thất vũ hải thì hoàn toàn chống lại tứ hoàng theo như chính phủ yêu cầu. Bọn hải tặc này có những chiêu trò mua bán liên kết trong thế giới ngầm rất bí mật. Chẳng hạn như Doflamingo sử dụng Caesar để tạo ra trái quỷ Smile bén cho Kaido thông qua thế giới ngầm, trong khi hắn ta là một thất vũ hải, và thậm chí Kaido cũng từng để cho hắn là một thành viên không chính thức với biệt danh là Joker trong bộ bài tay. Cộng thêm King, Queen, Zack thì anh em cũng hiểu được mối liên kết rồi. Tên Hanafuda này có biệt danh là Vua Thằng Lằn, một kẻ cũng sở hữu trái quỷ Zon cổ đại là cái chắc. Ở đây tác giả Oda không hề xác nhận hắn ăn trái quỷ, nhưng mà anh em cũng đoán ra được việc này rất dễ dàng thông qua ngoại hình và biệt hiệu của hắn ta rồi đúng không? Có vẻ như Hanafuda muốn trở thành một thành viên ở trong băng bách thú hơn, nên hắn ta đã cố gắng tìm mọi cách để làm vừa lòng Kaido, đi săn lùng trái quỷ Zon cổ đại cho lão, cũng là một trong những cách vuốt về một con rồng. Trở thành thất vũ hải thì việc đi săn lùng trái quỷ của hắn là dễ dàng hơn rất nhiều, không hề bị cản trở bởi hải quân. Chứ cỡ như hắn bị ai đánh bại mà gặp phải đồ đốc á thì chỉ có lên bàn thờ ngắm gà, cứ thấy ai với AKN mà xì ra dễ dàng thôi này mà. Đa phần thất vũ hải đều có băng nhóm, có tổ chức, chứ không ai lại hoạt động riêng lẻ như là Mihawk. Chẳng qua là anh ta chán đời quá, không tin tưởng vào bất cứ ai nên mới như vậy. Mình tin là tên Hanafuda này cũng có một băng hải tặc rất quái dị. Băng của hắn là nhắm vào trái quỷ Zon nào đó trên một hòn đảo. Với máu của một hải tặc tàn ác thì hắn ta đã tàn sát người dân cho để lục tung hòn đảo này lên và tìm trái quỷ Zon cổ đại đó. Chính điều này đã khiến cho Ice không khỏi bức xúc, và bức xúc thì mốt cuộc chiến của họ đã diễn ra hơn 2 năm trước, dẫn đến thất bại của tên thất vũ hải Hanafuda. Còn Ice nổi tiếng khắp thế giới sau vụ này. Dĩ nhiên một con thằng lằn bị lửa thiêu rụi thì cũng rất dễ hiểu. Thằng lằn nướng lửa hồng, coi bộ là thực đơn của mấy con phù biển ngày hôm đó. Mình nghĩ rằng tác giả Oda
Tạo ra sự thích cho tên Hanafuda này giống với Kaido là để tạo ra sự liên kết liền mạch cho câu chuyện của Ace đến Wano để đòi lụm kẹo lão ta. Hẳn anh em còn nhớ tàu của Ace bị đám ở Wano. Những người dân ở đây cướp hết tài sản, rồi mâu thuẫn cũng được hóa giải. Ace biết được Onigashima là nơi ở của tên trùm Kaido rồi tới đó để tiền chiến. May mắn cho Ace là Kaido không có ở nhà, cả các thuộc hạ cấp cao cũng được dẫn ra bên ngoài để làm một nhiệm vụ nào đó. Ace đụng độ với Yamato và cả hai trở thành bạn bè. Ace hứa một thời gian sau sẽ quay trở lại đánh bại Kaido, đưa Yamato cùng ra khơi. Hanafuda giống như một bạn nhái của Kaido vậy. Ace không thể đánh bại được Kaido, nhưng ít ra anh ta cũng tiêu diệt được một bản sao xấu xí của Kaido. Dù có lay không tới, nhưng như đó cũng đủ an ủi được phần nào người hâm mộ. Sau vụ hạ gục thất vũ hải thì Ace được chính phủ để mắt đến, bởi vì với hải tặc rộng lớn, chính phủ chỉ mượn tay những hải tặc mạnh gia nhập đội quân của họ, tiêu diệt những hải tặc yếu kém hơn, đổi lại quyền lợi là không bị truy đuổi bởi hải quân, rồi chu cấp thêm một mớ lương bổng là đủ. Ai dĩ nhiên là không đồng ý với cái trò mèo này. Mục đích của anh ta là trở thành vua hải tặc, cho nên nhất định phải đánh bại được Tử Hoàng. Anh ta gặp Sanji, may mắn là không với tâm thế của một kẻ thù, chứ không khéo ông chú lại giết con trai của thuyền trưởng Roger, lại ân hận nữa thì khổ. Nhờ có mối quan hệ với Luffy mà hai người mới ngồi xuống làm một chén rượu, và xong anh em phát hiện ra rằng cánh tay trái của chú Sanji mọc lại do lỗi vĩ anime của nhà sản xuất. Một thời gian sau, Ace nhắm vào Tứ Hoàng mạnh nhất. Râu trắng cũng cho ai biết thế nào là lợi độ và yêu cầu anh ta nhập bằng. Thời gian đầu ai còn ám sát râu trắng, đến khi mà hiểu ra được con người của bố già và sự vĩ đại của ông ấy thì đã từ bỏ. Quyết tâm gia nhập bằng, tha thu luôn cả biểu tượng của râu trắng ở trên lưng, trở thành đội trưởng đội 2 rồi thất bại trong tay của râu đen. Cái kết của Ace chính là do sự nóng nảy của anh ta mà ra. Anh ta không biết lượng sức mình, chỉ cố gắng làm mọi thứ dù cho bản thân có ra sao. Luffy cũng như thế, nhưng khác ở một chỗ. Luffy là thằng Men, còn Ace là con trai của thằng Men cũ. Chính thức xác nhận, kiếm của Fujitora chính là một thanh cực phẩm. Fujitora đã không còn xa lạ gì đối với đa phần người xem One Piece khi mà ông là một đô đốc hải quân không chỉ mạnh mà còn bá, từ phong cách kỹ thuật kiếm đến trái ác quỷ. Khiến mãi thêm cả Haki quan sát cực đỉnh nữa mới đẳng cấp chứ. Chỉ tiếc một cái là có một pha tự hỷ cực mạnh bằng cách làm mù đôi mắt của chính mình. Chi tiết này nghe nói thì nó hài như vậy á, chứ cảm giác nó đau lắm các bạn ạ. Phải có một lý do thật sự đằng sau đó. Oda đang biến Fujitora thành một con quái vật mới trong One Piece với sức mạnh rất đáng gờm. Đừng thấy ông ấy chiến đấu ngang ngửa với Sabo Redosa mà cho rằng là ngang thiệt, đừng vội đánh giá sai lầm đấy này mà. Mặc dù Sabo rất là mạnh, bởi vì trong trận chiến này Sabo thở hồng hộc, cho đến khi mà cả hai đình chiến thì chúng ta mới thấy được Fujitora không hề muốn gây tổn thương cho nhà cách mạng Sabo. Ông ấy cũng ghét cay ghét đắng cách mà chính phủ vận hành thế giới cùng với hải quân. Trong cuộc đột nhập của quân cách mạng thì chúng ta cũng được xác nhận rằng Fujitora là người tiếp tay cho quân cách mạng thả các nô lệ thánh địa Merenjoy, đánh dấu cho một người anh hùng thật sự của hải quân ở trong tương lai. Thế tại sao Hổ Tím lại thân với Khứa Bà Lục vậy ta? Nghe cuộc trò chuyện của họ thì có vẻ như thân mật lắm ở thánh địa. Mario Kogio để cho sân hơi hàng, hắn còn tự hào tuyên bố rằng mình là cục phân cứng của AKN, làm mọi thứ để cho vị thị sư đô đốc này hài lòng. Riêng Fujitora thì ông lại có một sự phản kháng không tuân theo mệnh lệnh. Những điều nói trên rất tuyệt vời ở Fujitora, nhưng mà tin tức sau đây về nhân vật này còn bùng nổ và sốc hơn nữa này. Chính là cái tiết lộ mới về thanh kiếm của vị đô đốc ấy. Fujitora là một kiếm sĩ thuộc trường phái độc kiếm. Thanh kiếm của ông ấy là một thanh kiếm được thấy cái ninja sử dụng rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao mà lại nhớ đến một bộ phim của Trung Quốc cách đây hàng chục năm có tên là Trung Nguyên Kiếm Khách. Trong đó có một cặp đôi kiếm khách được rất yêu thích mang tên là Âu Dương Vô Địch và Tư Mã Vô Tình. Phong cách cầm kiếm của Fujitora là giống y chang như Âu Dương Vô Địch, gợi nhớ cho một số anh em 9X thôi nha. Mấy bạn đầu 2K cũng biết hang. Trở lại với Fujitora, ông ấy được Doflamingo gọi là một con quái vật của hải quân sau khi hệ thống có sự thay đổi kể từ biến cố Marineford do bố già râu trắng gây ra. Lưỡi kiếm của ông ấy cầm ngược vào bên trong cơ thể, dùng để phòng thủ cực kỳ hoàn hảo nếu như kiểm soát thần thuộc. Sau khi mà gia nhập hải quân, Fujitora được ban cho trái quỷ với cái tên là Tsuchinomi. Chuyện được ban trái quỷ như anh em hỏi là sao mình biết thì ở trong Eresa có chi tiết ông ta nói mình muốn kiểm nghiệm năng lực của nó, cho thấy là chỉ mới ăn mà thôi. Còn việc cho hải quân ban cho hay tự tìm thấy thì mình suy đoán là hải quân thôi nha. Mặc dù chưa thần thục nhưng mà ông ta truyền năng lực vào trong thanh kiếm của mình để tạo ra được một ưu thế vô cùng quỷ dị. Việc thay đổi trọng lực sẽ khiến đối thủ bị nghiền ép xuống dưới mặt đất, không thể nào cử động được. Ông ta còn vô tình tạo ra những hố sâu khổng lồ trên mặt đất để triệu hồi thiên thạch bằng cách là điều khiển trọng lực. Sự kết hợp này đã biến Fujitora thành một kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ. Ông cũng được biết đến là một trong những kiếm sĩ hiếm hoi sử dụng năng lực của trái của trong thế giới One Piece. Đố bạn tìm được một người thứ hai ạ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói sâu hơn về thanh kiếm gỗ của Fujitora nha. Nó là một thanh danh kiếm hay còn gọi là Meito. Meito là thuật ngữ gọi chung cho tất cả những thanh kiếm được đặt tên ở trong One Piece. Chẳng hạn như ba thanh kiếm Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji và Enma của Zoro, hay là thanh Kikoku của Law, Reform của Shan, vân vân và Mimer. Meito bao gồm luôn cả những thanh cấp độ thấp như vuốt mèo của Kuro, hay là Kiribachi của Along.
Vậy tank Reform của Sun thuộc cấp độ nào? Các bạn hãy cứ bình luận cho mình biết xem nha. Cuối video này biết đâu được mình giải đáp cho anh em thì sao, mà không thì cũng đừng có buồn mình nha. Vậy tên thanh kiếm của Fujitora là gì? Nó có nguồn gốc từ đâu? Theo như SBS tập 109 vừa mới ra mắt, thanh kiếm này được xác nhận có tên là Yakuza Kasen. Vừa là một thanh kiếm mà vừa là một cây gậy dẫn đường của vị đô đốc màu này, nhưng mà bá má hủ á. Thiết kế không có gì đặc sắc ngoài phần lưỡi kiếm sáng loáng được bọc trong một cái cán cùng với vỏ gỗ cả. Không có thêm bất cứ một cái điểm nào nổi bật ở phần thiết kế. Thế nhưng điều bất ngờ hơn cả, Tetsuya Oda lại xác nhận thanh kiếm này thuộc một hạng cực phẩm đại bảo kiếm, chỉ bao gồm 12 thanh tồn tại thuộc cấp độ này trên toàn thế giới. Cho đến tận bây giờ thì chúng ta được xác nhận chỉ có 4 thanh là Yoru của Mihawk. Thanh này được xác nhận cường hóa trở thành hắc kiếm bởi đệ nhất kiếm sĩ. Nó cũng được xác nhận là thanh kiếm mạnh nhất trên thế giới do hắc hóa. Thanh tiếp theo chính là Murakumo Giri của Tứ Hoàng Râu Trắng. Việc xác nhận thanh đại đao này là một cực phẩm đại bảo kiếm không dựa trên xếp loại binh khí mà dựa trên phần tạo tác của lưỡi đao. Oda thậm chí giải thích điều này trong SBS để người xem không bị nhầm lẫn. Murakumo Giri được chôn cất cùng với Tứ Hoàng Râu Trắng trên mộ cô máy để tưởng nhớ đến nhân vật vĩ đại này mà sẽ không bao giờ được ai sử dụng nữa cả. Thanh kiếm thứ ba được xác nhận cực phẩm chính là Ice của Roger. Ban đầu nó có phần thiết kế còn cụ bắp hơn cả thanh Yakuza Kasen của Fujitora, nhưng sau đó được thiết kế lại với vân kiếm và phần lưỡi kiếm rất là đẹp mắt, tạo nên một tạo tác cực phẩm rất mạnh mẽ, phát ra Haki Bá Vương ngút trời khi nằm trong tay của Roger, đẳng cấp sánh ngang với Murakumo Giri của Tứ Hoàng Râu Trắng trong cuộc va chạm giữa họ. Thanh thứ tư được xác nhận bởi thợ rèn kiếm Tengeyama Fugetsu, chính là cha của Oden. Thanh kiếm này được chế tạo với gia tộc Kozuki đời đầu, là thanh Sodai Kitetsu, một loại kiếm đặc biệt bị cho là nghiền đổ. Dòng kiếm Kitetsu này gồm có 3 thanh, Sodai, Nidai và Sendai. Trong cuộc chạm chén của Zoro với Thánh Venus thì họ xác nhận rằng thanh kiếm của nhau thuộc vào dòng Kitetsu. Thì chắc chắn một điều rằng thanh kiếm của Thánh Venus chính là Sodai Kitetsu, thanh được xếp hạng cực phẩm thứ tư được tiết lộ. Hình dáng cụ thể của nó cũng được thấy. Thế nhưng điều kỳ lạ là gần đây, Tetsuya Oda lại lỗi bỏ phong cách kiếm của thanh Sodai Kitetsu khi mà đối đầu với Zoro. Đa phần người xem đều cho rằng đây không phải là Sodai mà là thanh kiếm nào đó khác của lão ta. Nhưng với sự xác nhận của Zoro thì không xảy vào đâu được. Và có lẽ Tetsuya Oda đang muốn che giấu điều gì đó với thanh Sodai Kitetsu này. Không thể có thanh nào thứ tư thuộc dòng kiếm Kitetsu nữa cả. Và thanh thứ năm được xác nhận chính là Yakuza Kasen của Fujitora, một thanh thuộc hạng cực phẩm với thiết kế của một thợ rèn kiếm nổi tiếng ở Wano World. Cái tên này chưa từng được đề cập đến lần nào trong One Piece. Nhân vật này có tên là Kisaburo Fugetsu. Anh em cũng biết được cái thợ rèn Wano tài hoa đến thế nào. Họ có thể điêu khắc lên những phiến đá cổ đại, điều mà cả thế giới bó tay. Họ còn rèn được nhiều thanh kiếm có danh tiếng, đa phần đều xuất phát từ Wano, như Enma, Wado hay Thu Thủy. Giờ thì ít nhất có hai thanh cực phẩm được chế tạo ở Wano là Sodai Kitetsu và Yakuza Kasen. Dựa trên cái tên của cha Oden, Tengeyama Kitetsu, thì chúng ta nhận ra được cái tên Kisaburo Fugetsu cũng rất nổi tiếng. Ở chapter 1024, có một nhân vật cũng là thành viên đứng đầu gia tộc Fugetsu hiện tại, cụ thể là Umusubi Fugetsu. Ông ấy đã bị Kaido giam giữ 20 năm trước cùng với lại một số thành viên khác nữa đứng đầu các gia tộc khác. Và trong đó có Shimotsuki Ushimaru là họ hàng với Zoro. Gia tộc Fugetsu cai quản vùng Kibi, vùng bị Kaido biến thành khu vực chết, khi thải chất thải nhà máy cùng với những thứ hết giá trị sử dụng ra đó, cởi cả trái của Smile lỗi. Đủ để hiểu được Kisaburo Fugetsu, cực kỳ nổi tiếng ở Wano thời kỳ trước đó, người cũng đã tạo ra hàng loạt thanh Meito. Trong số này có ít nhất là một thanh cực phẩm là Yakuza Kasen mà Fujitora hiện đang sử dụng. Biết đâu được dòng dõi của Fujitora cũng từng qua Wano World thì sao? Như vậy thì chúng ta hoàn toàn xác nhận được một điều, Fujitora toàn diện về sức mạnh cô máy ở vai trò đô đốc hải quân thì đẳng cấp rất cao so với phần còn lại của thế giới. Đô đốc hổ tím có trái quỷ vô cùng bá, khi mà điều khiển được trọng lực, ông ta còn triệu hồi các thiên thạch để hủy diệt trái đất nếu muốn, theo một cách hiểu mang tính điên rồ nhất. Có thể các bạn còn nhớ, tài liệu nghiên cứu lịch sử đã chỉ ra rằng lôi khủng long thống trị trái đất hàng triệu năm trước đã bị tiêu diệt bởi thiên thạch. Vậy xem ra trái Yoshi là nổ mạnh với bất cứ trái giòn cổ đại nào. Khi mà máy kết hợp điều khiển trọng lực qua thanh kiếm hạng cực phẩm của mình đang có, lại tạo ra một áp lực kinh khủng khiếp lên đối thủ. Và Zoro Dressrosa hoàn toàn bị Fujitora kiềm chế, đi nặng xuống đất đến mức mà sức kháng cự cũng rất là yếu ớt. Để đối đầu với Fujitora thì bất kỳ ai cũng phải sử dụng Haki liên tục để kháng. Vì được biết rằng Haki khả năng kháng lại sự tác động tạm thời của trái quỷ, nhưng mà sử dụng nhiều sẽ bị suy yếu nhanh chóng. Và chưa rõ ràng với cấp độ mạnh mẽ như Fujitora thì liệu mấy người kháng nổ máy đây. Kiếm pháp của Fujitora rất đặc biệt, bộ kiếm kỹ mà hầu như không có bất kỳ ai từng thấy được sử dụng ở trong One Piece. Thế kiếm công thủ toàn diện, có lối đánh ám sát để tạo ra một cái năng lực trái quỷ quá hoàn hảo. Haki thì ở cương vị đô đốc, ông có cả vũ trang lẫn quan sát, nhưng quan sát lại một trình độ cảm thụ âm thanh, nghe tiếng chuyển động của các vật thể xung quanh để xác nhận vị trí đối phương. Fujitora chỉ thật sự tắt điện khi gặp ai đó sở hữu trái quỷ âm thanh Nagi Naginomi. Đã mù mà còn không nghe được tiếng nữa thì sao mà chơi, tắt điện toàn tập thiệt ạ. Dù biết Fujitora cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà có một điều khiến người xem rất băn khoăn khi máy xuất hiện ở Redosa, hoàn toàn bất lực với cái lồng chim của Doflamingo. Doflamingo tạo ra một loại tơ cực kỳ bền bỉ, hầu như không thể bị phá hủy bởi sức mạnh thông thường,
Nó chỉ bị gãy khi chạm trực diện với đòn kết liễu G4 của Luffy đục vào trong mặt Doflamingo. Trước đó hắn ta đã tạo ra một cái lồng chim để bao phủ toàn bộ hòn đảo. Khi mà tớ bắt đầu thu hẹp lại thì cắt tất cả mọi thứ ra, không thể nào ngăn cản. Những người dân trong cái lồng như Zoro, Kinemon hay cả Fujitora cũng hoàn toàn bất lực trong việc cắt đứt tơ từ cái lồng chim này. Ở cương vị là một đô đốc, liệu Fujitora có thể phản kháng để khiến cái lồng tơ bị cắt đứt ra hay không thì chúng ta chưa xác nhận được chắc chắn. Có thể vì bối cảnh là để cho băng mũ rơm có đất diễn nên tác giả Oda đã nép sức mạnh Fujitora để chờ anh hùng Luffy giải cứu. Hồi Fujitora cũng bất lực với những sợi tơ, dù máy đang sở hữu cho mình một thanh cực phẩm đại bảo kiếm, một trong 12 thanh mạnh mẽ và hiếm nhất trên thế giới mà không thể cắt nổi những sợi tơ được phủ Haki. Rõ ràng thì câu chuyện là của thằng Men nên để cho Luffy trình diễn đẳng cấp phá hủy tơ ở đoạn cuối cùng lại vô tình tạo ra một cái lỗ hổng khá lớn cho sức mạnh của Fujitora. Đó là với những người mà chưa hiểu. Đừng vì thế mà cho rằng là lỗ hổng thật sự các bạn ạ. Vì lúc này Doflamingo vẫn đang được chính phủ bảo kê. Fujitora cương vị là hải quân, ông ấy không thể tác động được vào hắn, kể cả việc đánh bại hắn bằng cách tác động vật lý. Vì sẽ vi phạm cái nguyên tắc cấm kỵ dẫn đến công lý của ông sẽ không bao giờ thực hiện được. Đơn giản là Fujitora muốn mượn tay hải tặc như Luffy thay ông ấy trừng phạt Doflamingo mà thôi. Không tin các bạn cứ xem lại cảnh này, cảnh mà Fujitora bảo vệ cho Doflamingo khi mà hắn đang bị Zoro tấn công. Đây là vợ Kaido, đây là vợ Dragon. Thân phận của mẹ Luffy là một sự kiện chưa bao giờ hết hot đối với người hâm mộ. Quá khứ của các thành viên trong băng mũ rơm hầu như đã được tiết lộ hết, chỉ còn duy nhất thằng Men mà thôi. Chúng ta chỉ biết Luffy từ khi cậu nhóc 7 tuổi sống ở làng Fusa với sự chăm sóc của người dân, cho đến khi cậu biết tiếp cận bằng hải tặc tóc đỏ rồi nấp luôn trái quỷ người cao su định mệnh. Sự phát triển của Luffy từ 7 tuổi mà đi lên, chứ người hâm mộ chưa bao giờ nhìn thấy được cách mà Luffy chào đời như thế nào. Xét cho cùng thì cậu bé này có cha có mẹ, nhưng lại giống một đứa trẻ mồ côi hơn. Rất gần không tiếp cận Luffy mà chỉ nấp từ xa để quan sát thằng bé trưởng thành, có nhiều lý do ở trong đó. Người ta thường nói cho vui là quá khứ của kẻ phản diện càng nghiêng của vấn đề tại sao biến một kẻ trở thành độc ác. Thì lần này chúng ta sẽ dường như được biết một phần quá khứ của chính diện là quá khứ của Luffy. Đa phần tuổi thơ của các nhân vật đều có một câu chuyện buồn chưa bao giờ được kể. Với các bạn thấy Luffy buồn bao giờ hay chưa? Oda đang giấu câu chuyện này một cách rất đặc biệt mà đến nay cái hé lộ về các Luffy chờ đời vẫn còn rất thấp. Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích điều đó. Hãy nói thêm đôi chút về mẹ của Luffy và gia đình của Dragon, một trong số những gia đình éo le và rối ren nhất khi ba thế hệ thuộc ba lực lượng khác nhau. Ông nội thì làm hải quân, cha làm cách mạng, còn con thì đi làm hải tặc. Vậy mẹ làm gì? Vua thế giới ư? Đúng là một lý thuyết điên rồ chưa từng thấy, khả năng và xác suất xuất hiện hầu như là con số không. Các bạn nghĩ ra gần yêu xa Imu, xong để ra thằng con Luffy, rồi thằng con liên kết với cha nó để đập mẹ nó ư? Quá khắc nghiệt và cay đắng. Thay vào đó sẽ là một hoàn cảnh khác bi đát và chớ chiêu hơn rất nhiều. Hãy bám sát vào cốt truyện của những nữ hoàng Amazon Lily, nên mà chúng ta được thấy họ là các nữ chiến binh mạnh mẽ được lựa chọn và có nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Trong SBS tập 109, tác giả Oda đã chính thức tiết lộ danh sách 4 nữ vương gần nhất của hòn đảo này. Họ bao gồm Loriosa, Sakuzaku, Toritoma và Boa Hancock. Toritoma là một nhân vật nữ mới và khá bí ẩn, đến nay câu chuyện về bà ấy chưa hề được hé lộ. Và nếu so với tuổi tác thì bà ấy cũng vừa khớp để cùng thời đại với Dragon. Nghĩ đến đây thì các bạn cũng đã nhảy bén và nảy số một chút xíu rồi đúng không? Amazon Lily là nữ quốc, một hòn đảo nằm ngay vành đai tĩnh lặng, nơi không có tàu thuyền nào có thể tiếp cận được, bởi làm sao di chuyển khi không có gió. Đặc biệt thì ở đây còn được biết đến với rất nhiều vua biển tồn tại. Nếu tới đó thì cũng chỉ tổ làm mồi cho vua biển chứ chẳng thể làm gì khác. Chỉ đến khi mà Vagabond đầu quân như chính phủ thì mọi chuyện mới trở nên nghi kịch đối với Amazon Lily. Vì tiến sĩ này đã tạo ra tàu hải lậu thạch và chạy mà không cần sức gió, khiến những con vua biển phải tránh xa, không dám tiếp cận. Rút ngắn đường đi tàu của hải quân và chính phủ qua các vùng biển cũng rất thích hợp để họ tấn công Amazon Lily. Nếu như Hancock không còn làm thất vụ hải, điển hình như vụ Kobe kéo hai Seraphim tới đó để quẩy tới nóc. Vậy tại sao họ lại tấn công Amazon ư? Vì hòn đảo này là cái nôi của hải tặc cực mạnh, nơi mà cái nữ chiến binh mạnh mẽ nhất được tuyển chọn, mỗi người đều biết sử dụng haki cả. Chính xác là bằng hải tặc Kuza. Chỉ cần người phụ nữ nào đó có đủ sức mạnh thì sẽ được chọn đi cùng làm hải tặc. 19 năm trước thì ba chị em nhà Hancock đã được đưa đi cùng, nhưng họ bị tấn công và bị bắt cóc, sau đó bị bán đi làm nô lệ cho chính phủ, rồi bị ép ăn trái quỷ và được Fisher Tiger giải cứu trong hỗn loạn. Với sự giúp sức của Riley thì Hancock đã trở về Amazon Lily an toàn, lên nắm quyền điều hành nữ quốc. Nhưng câu chuyện này cực kỳ đặc biệt khi mà Hancock đang là một nô lệ thì Amazon Lily được cai trị bởi một nữ vương khác, không ai khác ngoài Toritoma mà mình đề cập với anh em ở phần đầu. Để trở thành nữ vương thì Toritoma phải có một sức mạnh rất lớn và đặc biệt phải rất xinh đẹp. Dĩ nhiên chúng ta chỉ nhìn thấy được căn dung của bà khi mà qua thời kỳ xuân sắc rồi. Nếu không thì đâu đó cũng sẽ cỡ như Boa Hancock lúc bây giờ. Đen một cái là bất kỳ vị nữ vương nào cũng vướng phải một chứng bệnh lạ. Căn bệnh này sẽ dẫn họ đến cái chết nếu không được thỏa mãn tư tưởng yêu đương của mình.
nó đáng sợ tương tự như căn bệnh vảy ngọc bích hay là chì hổ phách. Hãy đi từ đầu trước, nữ vương cách đây 4 đời là bà cụ Neon này. Bà ấy đã chính thức được xác nhận là thành viên của bang hải tặc Rock cách đây 38 năm. Từ một người phụ nữ chỉ đẹp, nhưng trong 38 năm thôi đã cằn cỗi đến như vậy, sức nặng của thời gian thật sự quá đáng sợ. Bà cụ Neon này có tên thật là Loreosa, lấy cảm hứng từ tên của loài hoa ngắt nghẽo, hay còn gọi là hệ lông đen. Hơn 38 năm trước, bà ấy nắm giữ vai trò là nữ vương của Amazon và sau đó lại rời bỏ vương quốc để chạy theo tiếng gọi của con chim. Hiện tại thì chúng ta chưa rõ người đó là ai, nhưng rõ ràng là phải là một thành viên ở trong băng Rock, bởi nếu không thì việc bà ấy rời bỏ cũng không đem lại kết quả gì. Căn bệnh này không gần người mình yêu hoặc không cắt đứt được tình yêu thì sẽ chết. Người mà chúng ta nghi ngờ cao nhất cho cách hành xử của bà ấy như vậy chính là Râu Trắng. Bởi vì có một phân cảnh ở chapter 1096, khi bà ấy xuất hiện cùng với Miss Buckin đã có sự xích mích. Miss Buckin nằm trên cơ thể của Râu Trắng, còn Loreosa thì quét tháo bà ta. Đừng cứ làm chuyện xấu hổ như vậy. Nếu không phải Râu Trắng thì chúng ta cũng có thể loại trừ ra là thuyền trưởng Rock Isabel chẳng hạn. Nhưng hiện giờ là không có thông tin nào mới cho Rock nên không thể xác định nổi cái vấn đề này. Mình nghĩ các bạn phải chuyển qua Kaido thì có vị là thú vị hơn. Nếu như Hancock yêu một thằng nhóc kém mình hơn chục tuổi thì tại sao Loreosa lại không thể yêu Kaido kém mình tuổi, đúng không nào? Thậm chí chúng ta còn cần phải đặt ra lời giải thích là tại sao Yamato lại được chào đời. Kaido thực sự đã lấy ai để sinh ra cô nàng này? Yamato hiện tại 28 tuổi thì cũng sẽ không bất ngờ gì nếu như sau vụ Gold Valley 38 năm trước, Gloriosa đã cùng với Kaido trốn khỏi băng Rock, ăn cắp trái quỷ của Big Mom, rồi cùng nhau lập nên một gia đình riêng. Họ đã cùng nhau chấp nhận lời thỉnh cầu của mụ già Higurashi đến Wano để sinh sống, sinh ra Yamato ở đó. Và có lẽ sau một thời gian ở cùng với nhau, Gloriosa nhận ra Kaido là một kẻ quá tàn ác, cố tìm cách để chống đối lại lão cho cái hành vi vô nhân tính của mình, lại khiến cho Kaido tức giận và trục xuất bãi khổ Wano Quốc. Tình yêu tan vỡ, Loreosa tìm cách trở về Amazon Lily giống như một người phụ nữ bình thường mà thôi, trở thành một người chăm sóc cho các nữ vương tiếp theo. Có nghĩa là Yamato là con gái của bà Loreosa, mái tóc của họ cũng giống nhau nếu như được tô màu vì cùng sáng màu trên manga. Sau bà thì Sakazaku cũng trở thành nữ vương tiếp theo và đem lòng yêu thuyền phó bằng hải tặc Roger trong lần gặp gỡ của họ. Rayleigh chính là chồng của bà ấy hiện tại. Sakazaku cũng được biết đến là tên của loài hoa mẫu đơn. Tính ra thời điểm này chỉ có Saki là hạnh phúc nhất với lựa chọn của mình. Bà ấy cùng với Rayleigh vợ ẩn tại Sabao đi, mỗi một quán rượu sống qua ngày cùng với nhau, vợ bán rượu chồng chén thuyền và tối thì đóng nhau, còn gì bằng nữa đúng không anh em? Saki thì chúng ta cũng không có quá nhiều để nói khi mà quá em đềm rồi, không biến cố nào xảy ra vì tới giờ bà cũng rất hạnh phúc. Bà đã cùng Rayleigh giúp đỡ chị em nhà Hancock đưa họ trở về Amazon Lily để nhờ cụ Neon chăm sóc. Dĩ nhiên thời điểm này đã có một nữ vương mới thay thế bà, chính là Toritoma này đây. Cả bốn người gặp nhau là bốn thế hệ, nhưng có vẻ mối quan hệ của họ rất thân thiết, tương trợ cho nhau khi gặp khó khăn. Nói theo gương của hai người đàn chị thì Toritoma cũng đem lòng yêu một người đàn ông nào đó, dẫn đến sống dở chết dở, và sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau. Đầu tiên là Toritoma không được người đàn ông bãi yêu đáp lại, dẫn đến cái chết ở Amazon Lily. Cũng vì sự kiện đau buồn này mà Hancock được lựa chọn để làm nữ vương tiếp theo cai trị nữ quốc. Thứ hai, Toritoma không khác gì hai nữ vương đời trước, bà rời đi khỏi nữ quốc, trao lại quyền cai trị cho bà cụ Neon và sau đó bà đưa Hancock trở thành nữ vương tiếp theo. Trong trường hợp thứ hai này thì Toritoma đã được gần người mình yêu và chắc chắn cái chuyện họ có với nhau một đứa con là phải xảy ra. Chứ nếu không, đi theo tiếng gọi tình yêu làm chi cho vô nghĩ, trừ khi là vô sinh. Mà anh em tin mình đi, phụ nữ Amazon Lily sinh mạnh lắm, đa phần toàn là sinh ra phụ nữ. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt là bà cụ Neon sinh ra một đứa con gái là Yamato với tính cách là giống như một thằng đàn ông và thậm chí tắm chung với đàn ông mà không hề ngại. Còn Toritoma lại là một ngoại lệ, sinh hẳn một thằng con trai với tính cách đặc biệt bởi giống thằng cha của nó. Đến đây phần nào các bạn cũng đoán ra được câu chuyện mình muốn lồng ghép cho các bạn thấy video này nếu liên kết phần mở đầu rồi đúng không nào? Chính xác thì Toritoma đã yêu Dragon khi mà ông ấy là một nhà cách mạng. Khi họ còn trẻ, tình yêu vô cùng mãnh liệt, đến với nhau bất chấp tất cả là điều không thể tránh khỏi. Họ cũng đã sinh ra một đứa con trai vào 19 năm trước là thằng Men Luffy chứ còn ai nữa. Nhưng phía của Dragon, ông cảm thấy rằng cái hoạt động của mình là tội phạm, sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu như để phía chính phủ phát hiện ra đứa con trai của mình cùng với vợ ông ấy. Nên ông để Toritoma và Luffy ở lại biển Đông sinh sống. Thêm nội gáp cũng hiểu được hoàn cảnh của thằng con trai mình nên chấp nhận nuôi dưỡng thằng bé và Toritoma. Làm sao một người mẹ có thể bỏ lại đứa con trai bí bỏng của mình để đi theo chồng làm cách mạng được? Bà phải có trách nhiệm nuôi dưỡng Luffy, nhưng đó là lúc bà phải xa cách Dragon, hầu như rất hiếm khi gặp gỡ. Dẫn đến căn bệnh tương tự cứ nung nấu trong bà, nó ăn mòn cơ thể khiến cho bệnh tình ngày một trở nặng mà Dragon không hề hay biết, bởi ông còn sứ mệnh lớn lao hơn phải thực hiện với thế giới này. Đến một ngày, Toritoma qua đời, nhưng bà đã cố gắng nấu gì đó hoặc làm gì đó với Gáp để thèm nội tiếp tục chăm sóc Luffy và che giấu điều này. Mọi thứ thật sự quá đau lòng. Bởi bất kỳ một người mẹ nào trong One Piece cũng luôn lựa chọn hy sinh vì chồng, vì con của mình. Chẳng hạn như mẹ của Usopp,
và chấp nhận không oán trách gia shop vì nghĩa vụ của ông là làm một hải tặc ở lại làng syrup cùng với Usopp mà không oán than gì cả. Đến khi bà bệnh chết đi thì gia shop vẫn còn đang ăn nhậu với Sanji tóc đỏ lên đền trên các đại dương. Mẹ của Sanji cũng vì bảo vệ những đứa con của mình, bà uống một loại thuốc ức chế mã gen của Gemma. Bà cũng không oán trách chồng của mình nữa lời khi giam cầm bà ở một khu tách biệt, ngăn cấm những đứa con đến thăm. Chỉ cần Sanji đến mang thức ăn cho bà là đủ, dù nó ôi thiêu thì bà cũng vui và cũng qua đời sau đó. Nên mẹ của Luffy, giả sử như chính là Toritoma, bà chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình cho sự nghiệp vĩ đại của Dragon, nuôi dưỡng Luffy ở biển Đông một mình cũng là sự hy sinh rất cao thượng. Bởi vì người của Amazon Lily không thể nào tránh khỏi căn bệnh tương tự chết người đó. Tuy nhiên tất cả các phân tích trên của mình cũng chỉ mang tính chất cá nhân. Nếu bạn thích câu chuyện này, đừng quên like video và chia sẻ nữa nha. Điều đặc biệt hơn nữa là biết đâu được Toritoma trở nên căm hận Dragon nhờ Ivan có chiếc thông ôn cho mình để biến thành Crocodile thì sao? Vãi cả đạn thiệt à chứ.